Làm hài lòng khách hàng chắc chắn là mục tiêu của mọi nhà bán lẻ. Trước tiên, hãy thu hút sự chú ý của khách hàng bằng việc trưng bày sản phẩm sao cho thật bắt mắt. Sau khi khách hàng lựa chọn đồ xong, hãy giúp họ thanh toán càng nhanh càng tốt. Vậy bạn đã từng nghe tới chiếc camera Deep View Service Satellite của Hikvision chưa? Đây là một trong những trợ thủ đắc lực cho các nhà bán lẻ. Khi ở chế độ bảo lưu nhiệt, camera này có thể phân tích xu hướng mua sắm để hiển thị các khu vực và giá bán phổ biến nhất bằng màu sắc tươi sáng trên màn hình. Đây là một cách dễ dàng và trực quan để kiểm tra xem khách hàng có quan tâm tới chương trình khuyến mại hay không, từ đó các nhà bán lẻ có thể tối ưu hóa chiến lược cho chương trình tiếp theo. Ngoài ra, camera còn có chế độ quản lý hàng đợi. Camera sử dụng công nghệ AI để phát hiện số lượng người xếp hàng chờ đợi thanh toán và thời gian chờ đợi của mỗi người, tự động cảnh báo cho quản lý cửa hàng nếu cần. Với dữ liệu đã phân tích, nhà bán lẻ có thể dự đoán giờ cao điểm và chuẩn bị trước để giảm thiểu thời gian chờ đợi. Dòng camera còn cung cấp các dữ liệu bán hàng nhờ công nghệ phân tích AI trong thời gian thực. Hơn nữa, hình ảnh chất lượng cao từ camera cho phép các nhà bán lẻ có thể theo dõi tất cả những sự kiện diễn ra tại cửa hàng họ trong suốt 24 giờ.